anh em xem cái nhà 2 tầng này. Giá hiện tại bây giờ chỉ có 1 tỷ này kìa. Cạnh cái xưởng gara ô tô này. Cạnh cái điện tử điện lạnh Việt Bắc này. Cạnh cái trung tâm của Honda này, Trả Góp này. Đấy, ở đây thì kinh doanh khá là đông đúc luôn. Đấy. Dưới này là cái ngã ba này. Khu tái định cư đi Khe Lách này. Đấy. Ở đây thì người ta kinh doanh khá là sầm uất rồi. Kìa, chợ kia, chợ chỗ cái thế giới di động này kìa. Từ đây ra thế giới di động là nó rơi vào tầm khoảng độ 70 mét, đến chợ là 80-90 mét. Đấy, chợ đấy. Anh em nhìn thấy chưa? Kinh doanh buôn bán thì siêu sầm uất luôn. Đây, căn nhà này đây, 2 tầng. Nó hơi hơi lấp với cây, 5 mét mặt tiền. Đấy. Đẹp long lanh luôn. Kinh doanh, người ta kinh doanh hết ở khu vực này.